Thưa quý vị, từ ngày 5 tháng 3 cho đến ngày 29 tháng 4 tới đây thì tòa án thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử tổng cộng là 86 bị cáo với các cáo buộc sai phạm xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB. Trong số này thì có 13 người sẽ bị truy tố ở khung hình phạt từ 20 năm tù chung thân hoặc là tử hình. Trong đó có bà Trương Mỹ Lan và 11 đồng phạm bị truy tố về tội tham ô tài sản. Người thứ 13 trong danh sách này là bà Đỗ Thị Nhàn, là cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, cũng phải đối mặt với lại khung hình phạt tương tự khi bị truy tố tội nhận hối lộ. Theo khoảng 1 điều 40 của Bộ Luật Hình sự 2015 của Việt Nam, thì người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản À, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư số tiền tham ô nhận hối lộ thì sẽ không bị tuyên án tử hình. Bà Trương Mỹ Lan hiện bị cáo buộc là tham ô hơn 304.000 tỷ đồng của SCB. Như vậy, nếu muốn thoát khỏi khung án tử hình thì bà Lan phải khắc phục hậu quả bằng cách là nộp lại ít nhất 3 phần tư số tiền trên tức là khoảng 228.000 tỷ đồng, tức là khoảng 9.6 tỷ đô la, một con số khổng lồ. Trước khi phiên tòa xét xử vụ Phạm Thành Phát sẽ được mở ra vào tháng 3 tới đây, thì bên cạnh những người bị bắt, người ta lại nhắc đến việc dư luận đã từng xôn xao về ba nhân vật có liên quan à, đã bất ngờ qua đời và các cựu lãnh đạo cán bộ ngân hàng SCB đang bỏ trốn. Đầu tiên là ông Nguyễn Tiến Thành, là chủ tịch chứng khoán Tân Việt, là thành viên của hội đồng quản trị độc lập của ngân hàng SCB, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và là công ty Tân Việt, từng ra thông báo ông Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1973, đã đột ngột qua đời vào ngày 6 tháng 10 năm 2022. Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân cái chết của ông Thành là do đột quỵ. Cáo phó của gia đình ghi rằng ông Thành mất lúc 10 giờ 50 phút tối của ngày 6 tháng 10 năm 2022. Trong khi đó thì theo hình ảnh mà báo Thanh niên ở trong nước đăng thì xe công an đã có mặt khám xét nơi ở của bà Trương Mỹ Lan vào lúc 1 giờ sáng ngày 7 tháng 10. Bà Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Hồng và ông Hồ Bửu Phương đã bị bộ công an khám xét nơi ở và bắt giữ vào rạng sáng của ngày 7 tháng 10. Như vậy thì ông Nguyễn Tiến Thành đã qua đời chỉ khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ trước khi bà Trương Mỹ Lan cùng các à, những người nói trên đó bị bắt tạm giam, cái chết của ông Thành cùng với việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt sau đó đã góp phần khiến cho người dân gửi tiền hoặc là mua trái phiếu ở ngân hàng SCB qua công ty Tân Việt đổ xô đi rút tiền. Ông Thành cũng là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng là phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Theo kết luận điều tra thì à, công ty chứng khoán Tân Việt nằm trong nhóm định chế tài chánh thuộc hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Ba ngày sau đó, vào ngày 10 tháng 10 của năm 2022, thì đến phiên bà Nguyễn Phương Hồng là người bị bắt cùng lúc với bà Trương Mỹ Lan cũng đột ngột qua đời. Bà Hồng là trợ lý tập đoàn Vạn Thịnh Phát, kiêm thành viên hội đồng quản trị của SCB. Điểm bất thường còn ở chỗ, một số trang báo như là Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Net, việc stock hay là vis đã đưa tin về việc bà nguyễn phương hồng qua đời nhưng đồng loạt sau đó đã xóa bài một nguồn tin khi đó tiết lộ cho đài bbc biết rằng là có chỉ đạo miệng về việc phải gỡ các bài viết liên quan tới bị can nguyễn phương hồng không chỉ tin tức về cái chết của bà hồng bị xóa mà ngay cả việc bà hồng là thành viên của đồng quản trị của scb cũng bất ngờ bị gỡ khỏi website của ngân hàng này Trước khi rút tin thì tờ pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã có đăng bài về cái chết của bà Hồng, trong đó nội dung ghi rằng tối ngày 10 tháng 10, gia đình phát tang bà Nguyễn Phương Hồng tại nhà riêng ở đường Nam Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tờ này mô tả là khu vực đám tang bà Hồng có nhiều dân quân tự vệ, cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an phường tuần tra. Tuy nhiên không bài viết nào đề cập đến nguyên nhân cái chết cũng như là việc bà Hồng qua đời tại địa điểm nào, có phải trong lúc bị giam hay là không. Bài viết về bà Nguyễn Phương Hồng qua đời cũng đã bị gỡ khỏi trang pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin chính thức thì người ta chỉ biết là bà Nguyễn Phương Hồng bị bắt cùng đợt với bà Trương Mỹ Lan vào khoảng 2 giờ sáng của ngày 7 tháng 10 như đã nêu ở trên à, cáo phó của gia đình thì viết là bà Hồng qua đời lúc 3 giờ 30 phút sáng của ngày 9 tháng 10 năm 2022 hưởng dương 39 tuổi tức là chỉ sau 2 ngày bị bắt cùng với bà Trương Mỹ Lan chưa hết bàn hoàng với hai cái chết trên thì mạng xã hội vào ngày 14 15 tháng 10 năm 2022 lại chia sẻ hình chụp bản cáo phó của ông Nguyễn Ngọc Dương là giám đốc công ty Sài Gòn Benusula, kim cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng cũng đột ngột qua đời. Nguyên nhân cái chết chưa được làm rõ. Về vai trò của ông Dương thì kết luận điều tra của Bộ Công an xác định ông là người phối hợp tạo nên các công ty ma nhằm vay vốn khống rút tiền từ ngân hàng SCB. Theo mô tả trong kết luận điều tra thì ông Nguyễn Ngọc Dương đã chỉ đạo cấp dưới tìm người nhận đứng tên theo yêu cầu để đứng tên khoản vay tại ngân hàng SCB, đứng tên đại diện pháp luật công ty ma, mở tài khoản nhận tiền, rút tiền mặt, phục vụ cho các mục đích của bà Trương Mỹ Lan. Tới tận ngày 29 tháng 10 của năm 2022, thì khi đó người phát ngôn của Bộ Công an là ông Tô Ân Sô mới lần đầu tiên lên tiếng về những người đã qua đời trong vụ vạn thịnh phát tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ. Trong cuộc họp này thì ông Sô có nhắc rằng trong quá trình tố tụng có bị can và một số người liên quan qua đời do đột tử. Điều này tất nhiên sẽ gây thêm khó khăn cho quá trình điều tra. Tuy nhiên với quyết tâm của lực lượng thực thi pháp luật thì điều này không gây ảnh hưởng. Vụ việc chắc chắn sẽ được làm rõ, làm đúng pháp luật, đảm bảo đúng người, đúng tội. Từ đó đến nay thì Bộ Công an không nhắc gì thêm về những cái chết bất thường kể trên. Còn dân thường chúng ta thì chỉ biết gọi tên đó là những cái chết không lời giải thích. Trong thời gian qua thì có nhiều người là thắc mắc tại sao mà hàng hóa của họ gửi về Việt Nam nó bị chậm trễ, có khi thời gian kéo dài rất là lâu. Thì theo Hải quan Sài Gòn, tính đến tháng 2 của năm 2024 là còn gần 5.000 container hàng tồn động tại cảng biển nghĩa là tăng rất mạnh so với năm 2023 gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp. Số liệu trên thì vừa được cục hải quan thành phố công bố. Cơ quan này cho hay là lượng hàng trong tháng 1 tăng cao so với cuối năm ngoái do đây là thời điểm cận tết nguyên đáng cho nên là lượng hàng nhập khẩu của doanh nghiệp về cảng tăng lên rất nhiều so với trước. Trong đó thì hàng tồn quá 90 ngày, tức là 3 tháng, tại các cảng biển tính đến cuối tháng Giêng là còn đến 4.845 container, nghĩa là nó đã giảm đi 247 container so với hồi tháng 12 của năm 2023. Chi cục hải quan cửa khẩu Sài Gòn, khu vực 1 thì tồn động nhiều nhất, tiếp đến là chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, khu vực 4 và cảng Hiệp Phước. Ngoài ra thì hàng tồn tại hàng tồn động tại cửa khẩu đường hàng không thì có đến 2.038 dòng hàng với gần 470.000 tấn. Trong đó thì tại chi cục hải quan cửa khẩu phi trường quốc tế tân sơn nhất thì có gần 1.700 dòng hàng với trên 467 tấn. Chi cục hải quan cửa khẩu chuyển phát nhanh thì tồn động 348 dòng hàng với gần 2 tấn. Hải quan của thành phố hồ chí minh cho biết là các lô hàng này bao gồm là có gỗ nhập khẩu, phế liệu và nhiều loại hàng hóa khác. Với hàng phế liệu thì nhiều công ty đứng tên nhập khẩu là công ty ma, cho nên nhiều lần ờ, giới hữu trách đã thông báo nhưng mà không đến nhận hàng, do đó thì cơ quan chức năng sẽ tiêu hủy hoặc là trả lại hãng tàu để tái xuất đến nơi mà đã nhập về. Theo quy trình thì người ta cho biết là cục hải quan thành phố sau khi kiểm tra xác minh thông tin thì sẽ thông báo tìm chủ hàng tồn động với hàng hóa lưu giữ quá 90 ngày. Ngoài ra thì cơ quan này cũng sẽ lập hội đồng để mà giải quyết hàng tồn động theo từng năm gồm có các sở ngành liên quan như là sở tài chánh, sở môi trường, sở tài nguyên vân vân. Sau đó thì sẽ tùy theo uh, tình hình hàng hóa mà có kế hoạch đấu giá, tái xuất hoặc là tiêu hủy. Theo cơ quan này thì với lượng container lớn tồn động lâu ngày có nguy cơ ô nhiễm môi trường, ách tắc tại cảng, thì việc tồn động hàng trong bãi cũng làm thiếu container rỗng, buộc các hãng tàu phải tăng giá cước vận chuyển. Thì đó là một trong những lý do mà vì sao trong thời gian qua có nhiều người đã than phiền là tại sao hàng từ Mỹ hoặc các nước gửi về Việt Nam thời gian rất là lâu, rất là chậm trễ và thậm chí có khi là nhận hàng thì những cái hàng hóa đó đã hư rồi. Hôm 25 tháng 2 vừa qua thì Tổng cục Thuế tại Việt Nam cho biết là cơ quan thuế sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có xem xét đến việc tạm hoãn xuất cảnh đối với những người bán hàng qua thương mại điện tử, tức là bán hàng online mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế, tức là chưa có đóng thuế. Theo Tổng cục trưởng thuế Mai Xuân Thành ở Việt Nam cho biết thì hiện nay người bán hàng online cần phải đóng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân nếu có doanh thu từ kinh doanh trực tuyến trên 100 triệu đồng mỗi năm, tức là khoảng 4.000 đô la mỗi năm. Tuy nhiên, cơ quan thuế không dễ quản lý đầy đủ các nguồn thu, à, xác định những người nộp thuế, căn cứ tính thuế hay là phân biệt rõ loại thu nhập, kiểm soát giao dịch kinh doanh, dòng tiền, vân vân lãnh đạo của ngành thuế thì khẳng định là thời gian tới đây cơ quan này sẽ tiếp tục quản lý uh, thu thuế từ những người mà buôn bán online sẽ siết chặt cái vụ này. Danh sách của những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với việc đó thì cơ quan này sẽ cưỡng chế, trong đó có biện pháp cấm xuất cảnh đối với người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ, tức là còn thiếu thuế. Các biện pháp này mấy năm qua đã được áp dụng với cá nhân, đại diện doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Riêng đối với những người bán hàng qua thương mại điện tử, tức là bán hàng online thì cơ quan thuế chủ yếu là tuyên truyền, khuyến khích hay là đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh và các bên thứ ba tự giác kê khai nộp thuế. À, Luật Quản lý thuế của năm 2019 và Nghị định 126 của năm 2020 của Việt Nam có quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành tránh về quản lý thuế. Theo Bộ Tài chánh, thì trước kia khi chưa được bổ sung thẩm quyền này, thì các cá nhân nợ thuế hay là chủ doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài đã cao chạy xa bay, thì trước khi cơ quan hải quan đề nghị tạm hoãn xuất cảnh, tuy nhiên để chống thất thu ngân sách nhà nước và thu hồi số thuế nợ tồn động từ các cá nhân, doanh nghiệp chay lì thì quy định này là cần thiết để tránh các đối tượng nợ thuế bỏ trốn. À, tại cuộc họp, thì ông Mai Sơn là phó tổng cục trưởng thuế Việt Nam à, cũng à, lưu ý là các cơ quan liên quan nghiên cứu cách quản lý thu thập dữ liệu về những người kinh doanh online thông qua chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử, nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở kinh doanh tại Việt Nam, các đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán, vân vân. Theo quy định hiện hành thì sàn giao dịch thương mại điện tử, tức là buôn bán trên online phải cung cấp thông tin về người bán riêng những cái sàn mà có chức năng đặt hàng trực tuyến giống như là Shopee, Lazada, Tiki, Sendo thì còn phải cung cấp thêm doanh thu của từng người bán. Dựa trên các thông tin này thì cơ quan thuế sẽ ra soát để đưa nhiều cá nhân, tổ chức vào diện quản lý, yêu cầu kê khai phù hợp nhằm điều chỉnh doanh thu hoặc là uh, sẽ truy thu nếu mà không có nộp thuế đủ. Thống kê cho đến hết năm 2023 thì ở Việt Nam có 74 nhà cung cấp nước ngoài uh, ghi danh, khai và nộp thuế qua uh, cổng cổng thuế. Tổng số thuế đã nộp được là hơn 8.000 tỷ đồng, tức là khoảng 340 triệu đô la. Trong đó thì có gần 6.900 tỷ đồng là khai và nộp trực tiếp. Còn và 1.200 tỷ đồng là do các bên của Việt Nam khấu trừ nộp thay. Theo Bộ Công Thương thì ở năm 2023 Quy mô thị trường bán lẻ online tại Việt Nam đạt khoảng 20.5 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2022 và tốc độ tăng trưởng mua bán online của Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới tính đến tháng 12 của năm 2023 theo Statista. Thì đây là một điều mà những người buôn bán online cần phải lưu ý